Làm phép, làm phép, làm phép, làm dấu, làm dấu, làm dấu.
bây giờ trong cuộc mặt này của cuộc mặt này chúng ta cùng nhau cùng chú hoàn phép lành cho của anh tất cả những điều gì là chờ chú đã nói hết rồi còn xin là phép được và phép lành lên đây cha và con và thánh thần lấy chúa chúng con xin chúa và phép lành cho những của anh mà chúng con tác dụng đây lên này chúng con có buổi gặp mặt rất vui. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nên anh cha và con và lì đấu nâng lên trời ơi. Vì tình thương yêu mà đến với gia đình con, không phải là kẻ của cha tôi có những công việc đáng kể, chia sẻ niềm vui, cũng như điều gì đã ở đó được mà không mong về từ cha con. Hôm nay như cả thì kế tiếp đến thì chiều nay con xin anh em mời bà lãnh lý hai mẹ chú ô tô tất cả con cô anh chị em trời bán mấy gì con hơn sao mấy chị qua bán mấy gì đâu mai chị thăng có qua không lý đâu lý đâu lấy đèn quang lấy cái chén chúc mừng cho gia đình chúng con được ở dưới trần thế này hôm nay cha đã không quản ngại đến với gia đình chúng con trong niềm cầu cho ơn Chúa được có cha rồi đặc biệt nhất có cha nhà nữa. Thế thì bây giờ chúng con cũng xin đại diện cho gia đình xin chào đối với cha. Cái số là hôm nay cha nhiều vận động quá nên cha đến hơi muộn. Thì khi mà cha cứ làm dấu và tự nhiên dùng bữa với gia đình chúng con trong bữa cơm thân tình này. Và xin mời cha làm dấu cha. Hôm nay con chia vui gia đình với hai vấn đề. Thứ nhất là hôm qua con xin lỗi sơ nhé, bởi vì do thôi, phải là do con đâu. Hôm nay hôm qua ngày tạ ơn của sơ đến đây để chia sẻ và đặc biệt nhất trong những hôm qua đã được
vui lắm. Thế thì con nghe ra lời chào lễ thì con thấy số bạn thầy chẳng biết là đặc biệt nhất là ngày về trời chắc phải là chúng ta sẽ ra được nhiều hợp lâm tốt đẹp nhất của trong thế này. Xin cảm ơn. Má nghĩ thầy này nghĩ rồi, cầm cái bông lên sao cho thằng này chụp nó đẹp. Sẽ ra nhà hàng thôi. Và thì trong những nghi thức tổ tiên này thì xin quý vị nếu ai có chắc thì xin ở nhà rồi ra nhà hàng. Và xin cảm ơn. Bởi vì theo thì cho biết thì nhà hàng là ăn đỏ 7 giờ. Thì có thể những người quý vị đã đi sau thì có thể trễ thì chúng ta đi cũng được. 6 giờ đây ạ. 6 giờ thôi. 6 giờ có thể là xin mời quý vị ở nhà luôn được. Còn rồi đi các cháu là được. Để... rồi lên đi lên trước rồi lên đây trước rồi rồi xong
Siêu đến gần Chúa Giêsu để thử người. Họ nói:
Người ta có được phép lấy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại, các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán, bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân thể. Như thế, họ không còn phải là hai, nhưng còn là một thân thể. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa. Lạy mẹ Maria, giờ đây chúng con xin dâng lên mẹ hồn xác chúng con. Xin mẹ thương, dìu dắt, hướng dẫn để chúng con đủ nghị lực bước đi trên con đường mới. Nhờ phúc ấp của tổ tiên ông bà mà hai cháu có ngày vui ngày phúc hôm nay. Vậy giờ đây hai cháu thắp lên nén nhang để tỏ lòng kính nhớ tri ân. Xin các đức các bậc luôn luôn tiếp tục cầu nguyện cho các cháu để các cháu được sống trong năm hạnh phúc, luôn luôn chúng còn bổn phận đạo cũng như đời và đẹp lòng họ hàng hai bên. Giờ đây hai cháu thắp nhang cúi đầu ba lần. Công cha cao vời vời như núi Thái, nghĩa mẹ hiền bát ngát tựa biển khơi, đội ơn chiến sự thù lao, xây thành kể mấy non cao cho vừa, kính lạy mẹ cha. Xin Chúa ấy phương lành cho đời cha mẹ của con. Thank you.
Hai trăm này, 150 phút rồi, 200 năm đâu, em năm luôn.